Cảm ơn Lý Boom nhá, cảm ơn bạn. Lý cây Boom à? Không, nhìn đường đâu bạn ạ. Nhìn đường luôn mà. Mà cả cơm nè, mấy hôm được. Cốc xe bá luôn được. Anh bay cầu đi. Rơi xuống là cái nắp sau này là mất đấy anh ạ. Thịt mạng của cốt vãi lồn lên. Chúng mày chia quân ra đánh nhau không? Chơi anh. Chết thôi nhá. Ok anh. Ok thêm ơi. Để em heal đã. Cho heal em, heal em. Cho heal. Cho heal em. Cho cái băng đít đây, heal ơi, cho cái băng đít heal ơi. Cho heal chứ. Không, à, bây giờ mình vô mình đấm loạn xà ngầu, ai là người sống cuối cùng là thắng xíu ơi. Bây giờ anh em một team không thầy, Onip một team. Lên tầng kia đi, lên tầng kia đi, đéo chơi chạy ra ngoài, đéo chơi nhảy xuống nhá. Ok đây. Ok nhá. Bạn ơi ra đây, có giải đấm nhau vui lắm bạn ơi. Hai đội trưởng PC Moi và DJ Chip. Như phải ít luôn. Đây đấm nhau bạn, tôi bạn đội trưởng pick người này. Pick người. Là sao? Đấm nhau, chia quân đấm nhau bạn ơi. Đấm chết thôi nhá. Đẹp. Ô từ pick nhanh nhá bạn. Tôi pick đẹp rồi. Được rồi, ok nhá. Bạn đứng bên này đi. Pick xong là thằng ra bên đấy đứng luôn. Đây. Ok nhá. Bet. Tôi pick hai người đúng không? Bô. Kẻ tôi pick hai người, tôi pick hai người tiếp theo mà. Lần lượt. Không, bên đây rồi. Tôi pick hai người xong đến bạn pick hai người mà. Ơ kìa, mới pick một người mà. Luật phải ít bên đấy anh ơi. Đúng rồi, luật phải ít mà. Ít mà sếp. Chết thầy với tôi rồi. Nhi dầm, Phan Kỳ. Đi làm phần kia cái gì? Được rồi. Onip với cả GK. Đấy, nằm làng rồi. Được rồi các em ơi. Trời ơi. Nhưng mà sao phân biệt được sếp? Giống nhau quá. Sao không phân biệt được? Một bên đội mũ, một bên không đội mũ đấy. Em làm trọng tài chứ. Nhưng mà đấm mũ thì nó bị rơi anh ạ. Đấm mũ bị rơi à? Đấm mũ bị rơi anh. Cái lợi cửa quần áo được không nhỉ? Không nhìn được ở đây, đừng lo. Không đeo anh ơi. Một team đeo mặt nạ, một team không đeo. Ờ được. Một team đeo mặt nạ, một team không đeo anh ơi. Team mày đeo hết mặt nạ đi. Bên kia đeo đi. Rồi. Em làm trọng tài nhá. Được chưa? Em bảo 3-2-1 là nhào dâu nhá. Ok nhá. Ủa sao là trọng tài? Mọi người hai bên chuẩn bị chưa? Không, đúng rồi. Ok đúng rồi, nhưng mà phải có tiền thưởng chứ. 1-1 nhá, anh em tách ra 1-1 nhá. Mỗi thằng 2.000 nhá. Đây không? Bên kia đeo. Bên kia ok không? Mỗi thằng 2.000 nhá. Ok, chuẩn bị này. Không, để trọng tài đến rồi. Hai bên chuẩn bị chưa? Đã bảo về đây, tiến rồi về đây. Nha, họp chiến thuật nha. Nha, chuẩn bị đi chiến đấu. Không, địch bạn anh em phải combo chết một thằng trước. Đánh chết con mẹ chiếc gà trước đó. Dình đạp mỗi thằng phát là chết. Xong rồi địch bạn 3 thằng còn lại, 4 anh em mình đánh dễ thì đó. Coi chừng anh em mình đánh nhầm nhau sếp ơi, dễ lắm. Mỗi người đấm một người đi. Chứ forget một người khó đánh lắm sếp ơi. Không đánh được ấy. Không, bây giờ mày vô mày gạt giò đúng không? Vô bây giờ gạt giò. Bây giờ nhá. Mình đang lên tay, xuất. Khi nào bắt đầu một cái tao sẽ chạy vào giữa hai thằng mày tản ra. Ba thằng mày tản ra ba bên xong rồi mình bo vào ấy, gọi là chiến thuật góc kìm hiểu không? Ok. Ok, bên phải xong rồi, có bên trái. Bên này xong nhá. Xong nhá. Xong chưa? Bên này không đâu. Tôi đây. 2 1 cho đi. Anh đội, nhịp anh đi. Anh ạ, nhịp cứu. Cứu, mày,
Ai đổ trên mặt cứu. Cứu. Ai cứu. Ai ạ. Cứu. Ai cứu này. Mày đâm ai? Anh đổ. Anh đổ. Anh đổ. Ai ạ. Anh đổ. Anh đổ. Đi ba. Ai ạ. Đi ba mày quân tử để ta dạy cho nào. Mày làm chơi kiểu quân tử thế bảo. Từ từ đã. Được rồi. Cứu chú. Địt bạ. Mẹ à mày. Anh đổ. Ai ạ. Nó mất rồi. Ai ạ. Địt bạ đau quá. Anh đổ. Ai ạ. Một tí sinh đầu tiên rồi. Ok à. Em đứng ngay mà. Tuyệt vời. Mày. Anh ạ. Anh ạ. Anh đổ. Đấm nhầm đấy. Mày đổ. Sao mọi người khỏe thế? Anh ạ. Chết rồi. Mẹ ấm tề. Yếu mà còn ra gió nữa. Già cả rồi, cứ thích đi đánh nhau với mấy đứa trẻ con thôi. Thằng Huỳnh ơi, rồi. Đấu rồi, đấu rồi. Team không mặt nạ thắng nhá. Team phải chiến quá, còn nguyên 3 người này. Chiến quá. Mà thằng Onip cay lắm rồi. Thế ta đoán chuẩn không phát. Hợp lý, bên này toàn tay đấm kinh. Sao vậy bên ơi? Nhiều việc đó bác sĩ ơi, làm nhanh. Làm lẹ đi. Vâng. Chết nhiều, chết đông lắm Homie ơi, giúp em Homie ơi, bốc xác lần. Homie ơi. Trời đất ơi, sao mà chết dữ vậy trời. Sao chết vậy anh ơi, có ai biết y thượng dừa không cho em. Cho em hỏi chứ. Em đi xem Fight Club chưa? Dạ. À, chắc này cảm nắng không anh? Cảm nắng lắm. Ờ đúng rồi, bị gió lạnh á, đêm gió lạnh quá ngất hết á. Gió lạnh á. Trời ơi. Ai dám đánh dữ. Vì giờ lát phải ngồi cứu vào medkit á. Cứu giờ. Mẹ thằng Onip đều đấm nước quả này chắc tôi đều chết đâu. Mới à? Anh kêu mít đi làm bác sĩ nào vậy anh? Mọi người ơi, xem ai nè mọi người ơi. Ai này? Trời ơi, mẹ mời. Ok. Anh. Ai vậy? Cầm lạnh thấy không? Con gái không? Mẹ không mẹ tôi. Bố không giúp. Mẹ chồng chết lạnh giữa đường anh, em không thể tin được. Chuyện đổ qua cho tôi hết. Đông đứng rồi. Đúng rồi. Tí nữa ông tin là tới lượt ông không? Hả? Sao vậy? Tôi quyền dương đó. À thế à? Chà. Chị phải giúp mẹ chồng chị trả thù chứ. Địt mẹ tệ. Làm gì trả thù? Ông bác sĩ chắc đến sáng mai mới cứu được tôi mà. Cay quá. Cảm lạnh. Trời đông á. Cảm lạnh rồi. Rồi thằng đi chứ. Rồi trả thù ai. Có vụ nước no không mà cũng không làm được. Sao mà lo đúng được chồng con đúng không? Đúng con gái. Cô chỉ khó có tí thôi mà. Chứ đâu có gì đâu. Chơi mình. Ship ơi, em đấm nhau với Bảnh một trận 20.000 ship ơi. Quả đấm đâu ấy, đi xem ơi. Đây, ra ngoài này ship ơi. Mẹ à mày mà cũng đấm tao quả đấy chắc tao đéo chết đâu ấy. Thì nó vẫn còn sống nên là bị anh ta ghét nó. Trời ơi mẹ mà đấm phát đúng hàm luôn ạ. Đâu đéo chịu được. Đã được một rồi. À mỗi đằng 2.000 này, nhanh lên. Kiểu lý phi đao vãi trưởng ngồi. Thế mà vẫn thua. Này. Ơ từ từ đi, xem phim tiếp đi. Đi ra xem con Bảnh đấm thằng Bô. Ok à Bảnh. Sao con chưa đánh mà con đã liều siêu thế rồi? Con hốt con làm gãy trước khi đánh cho nó bê. Con mà đấm vỡ mồm mà cho mẹ. Em nhớ anh Phương dạ. Ơi. Ơ kìa. Sếp không cổ vũ anh em mà sếp. Tao cổ vũ con dâu tao. Mấy anh có book dịch vụ luôn không ạ? Con tao nó hay cho tao vàng đó. Rồi. Ta ghét đấy. Nếu mà book dịch vụ trước thì bọn em thấy rằng anh ghét là mày kèo không nhở? Lại chia ra hai bên hợp lý đấy. Kèo ngoài hả? Nhau tiếp hả mấy anh? Đánh tiếp. Bé đây, bây giờ nhá. Tao làm tổng nhá. Thằng nào mỗi thằng 1.000 nhá. Thằng nào bet cho con Bảnh thì đứng đây. Thằng nào bet cho thằng Bô thì đứng sang xem bên kia. Còn thằng nào không bet thì sang bên tường mà đứng. Đấy rồi. Tin tưởng vào Bảnh thôi. Theo kinh nghiệm bên em là thường mấy này quýnh BO3 á anh, mình có book BO3 không? Giảm giá cho... Thế là 5 thằng mày là book con Bảnh đúng không? Đúng
Mỗi thằng Tú là mỗi thằng Tú là búp thằng Bô đúng không? Đi bẹt thế tao lỗ chết mẹ à? Mẹ mình thắng thì được có 1.000, mẹ mất 5.000. Đâu nhá, Bô thắng sao ấy? Rồi thế là 2.000 đúng không? Mẹ chúng mày sang bớt bên kia đứng nghe cho đều đều đấy. Ok coi. Được rồi nhá, được rồi, 4-3 nhá. Ok 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 ok. Anh đã bên đây, bên xe này là xe của Bảnh đúng không bà đúng, con? Đúng. Đây là bên Bô à? Đây bên Bảnh, đây bên Bảnh. Bên Bô chắc không ai đánh, bên Bô chắc không ai đứng nhỉ? Mày đánh không, mày lên. Con đây, cố lên, con đây. Cái tưởng được. Cố lên em ơi. Đấm vỡ mồm nó cho anh. Quật bím tóc vào mặt nó con đây. Phải có một người ra đứng ra cầm tiền chứ. Đấy, tao rồi, ơ kìa. Mày vậy, mày đâu phải đứng bên phe nào đâu, mày chỉ đứng nghe chứ à. Cũng đúng. Ừ, cũng đúng. Thế thôi nhá, tao đéo làm tổng kèo nữa đâu nhá. Ok. Đặt ăn đúng. Tao mày làm kèo riêng không? Tao đéo đặt bọn kia nữa rồi. Đây kèo riêng của anh. Kèo riêng không? Em đặt riêng đấy. Kèo ai? Mày đặt ai? Đặt Bảnh 5.000. Em đặt phụ không? Mày đặt con Bảnh 5.000 gì? Được rồi, rồi. Tao đặt thằng Bô 5.000, ok nhá. Tao mày chơi solo nhá. Anh Ben chơi hai kèo nhá. Ok nhá. Ui, không luật gì cả, đấm đến chết thôi. Cố lên boy. Khi em sắp xếp đặt niềm tin vào anh đi. Đúng không? Ok. Cổ vũ ông Bô đi, tí nó chia tiền anh em mình đấy. Bố ơi, cố lên. Cố lên ơi. Cố lên Bô ơi. Cố lên Bảnh ơi, cố lên Bảnh ơi. Họ hàng tin em. Tin anh Bô. Gà ra tin em. Bạn bè tin em. Giơ tay lên cổ vũ Bô béo nào. Cố lên Bô ơi. Hãy lấy sức mạnh của anh, thách my power. Rồi đúng không? Hop. Đầu anh không bị đấm chết đấy. 2 3 Action. Cố lên môi. Ui dồi ôi. Trao đổi chiêu thức, trao đổi chiêu thức. Ui dồi ôi. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Ai ạ? Ô kìa. Không sao em ơi, quét trụ đấy bình thường em ơi, không đau. Ô kìa. 2 vào con boy em ơi. 2 Nó lao đảo, nó lao đảo ơi. Hay. Hay bạn ơi. Hay. Vào con bay. Hay. Con bò đi. Hay. Hay. Chó. Chạy. Ôi ơi. Hay. Em ơi. Hay. Rồi năm rồi. Reset này. Ui giời. Ôi giời. Ôi giời. Hai. Ôi. Ôi giời. Hai. Đá đít đó đúng rồi. Ui giời. Chạy. Đúng. Không sao cả. Bình tĩnh con ơi. Ôi chị Bảnh đã bất tận, mọi người bình tĩnh. Chị Tình đã bắt Bảnh rồi mọi người ơi. Hay quá chị ơi. Quá em ơi. Quá bố ơi. Hay quá bố ơi. Mẹ em gara tự hào về em. Đây rồi. Chào bác bố. À đây, em đưa tiền cho bác sĩ đây. Anh ôm gara. Gạch e cách hút. Yêu em. Thương em. Ok đâu ơi. Ơi, tự nhiên được 10k. Ôi gỡ kìa, nó ra rồi, gỡ kìa. Hả? Gỡ 100.000 này. Cay rồi, cay rồi, cay rồi, cay rồi. Cay rồi, cay rồi, cay rồi. Đây không gỡ à? Bên đây không gỡ à? Gỡ chứ ơi. À gỡ à? Ôi lại tiếp à? Bán lại bao tiền đấy Nobi? Ôi, 5.000 anh. 5.000 ok nhá, 5.000 nhá.
Ok nhá. Không, nếu mà chơi gỡ là phải chơi gấp chảo lên. Ờ, phải lên 10.000 anh nhỉ. Ờ, 10.000 nhá, 10.000 nhá. Ok nhá. Ok nhá. Hai, ba. Cố lên boy. Đúng rồi. Ui chà, ai à, 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 đâu, đâu, đâu. Ui không sao, không sao bố ơi, cố lên bố ơi. Đạp ơi. Gãy xương rồi. Bị chắc thương rồi, gãy chân rồi. Thôi remake cũng được anh ơi, remake. Được mà. Tiếp yếu rồi, hay có ba, hay con chưa xong, Hay quá mẹ bố ơi. Hay quá bố ơi. Chiến khỏe nha. Ừ. Hay quá. Trời ơi. Trời ơi. Ok anh ơi, ok anh ơi. Nhận nha, nhận nha, nhận nha. Trời ơi. Được 30k rồi, đông quá. Hết tiền đi tiêu mày, lấy tiền bác sĩ nha. Ừ, sao mà chỉ có. Đang nghèo. Hiểu không? Ui, bồ nó ăn 100.000 đấy, kiểu gì tí nữa là chia anh em mình nhỉ? Đúng. À, lần này đối thủ là Sủ anh rồi. Ui, Sủ Đồng Châu à? Ai à, ai à, ai à, ai à. Mẹ, trông võ nghệ cao cường quá. Anh ơi, trời giáo sư rồi, mình chơi lại đi anh ơi. Để chơi lại và 5.000 nhá. Đúng rồi. Ok nhá. Sủ ơi. Để bán. Ờ, tao 5.000 thằng Ben nhá, mày 5.000 thằng Sử đúng không? Rồi, đúng rồi. Ben ấy, cố lên, đập vỡ mồm lên Ben ấy. Có Ben hả? Ờ, không ai đánh Ben đâu, đánh giá cũng được đâu mà. Sao? Tôi bắt Ben này. Bắt đây. 2, 3. Ủa anh Ben ơi. Ok ạ. Không sao Ben ơi. Bình tĩnh. Đúng rồi. Đúng rồi. Cùi chỏ đó. Hay. Cùi chỏ. Đúng rồi. Không sao. Vua lì đòn. Hay rồi. Hay rồi. Không được chạy. Hay. Ai. Ôi Hai. 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 H
Hay. Hay. Có tiền đâu, có tiền đâu. Chưa. Chết. Hay quá, hay quá. Đâu chân rồi. Hay. Hay. Báo câu đấy. Hay. Hay thế. Bạn thôi khỏe thế nhở? Mình tỉnh. Hay. Nó là trâu mà bạn. Đây. Một tấm bốn còn bên đây, một tấm bốn. Anh xin 5.000 nô vi nhá. Rồi nha thầy. Anh xin nhá. Đấm cái này hỏng rồi. Anh xin. Sủ kìa. Đấy, ai đánh kìa. Đâu, đép cái nhiếm. Đấy, đưa cho em mà đúng không? Đánh xìu kìa anh, men. Đây, nhiếm cho đây. Đây. Đây, để tôi nói lại lực nhá. Ok. Là té là sao Nobi? Hiểu. Bây giờ anh mày lại đặt ngược lại thử xem mà vào nó có. Ok. À thế à, thế thì lại đặt tiếp đúng không? 5.000 đi. Mày tiền nào? 5.000 ok nhá, tao nhím nhá, mày xử nhá. Ôi đánh luôn à. Xuống. Nhím ơi. Hai Hai. Có bao luôn. Hai. Bao câu luôn. Bao câu. Hai. Hai. Mất mặt rồi. Em xin. Nhá. Ok nhá. Trời ơi, gỡ. Trời ơi. Để em thằng thù sếp ơi. Gỡ được. Ông bền nha. Còn thả là còn gỡ. Không sao, chúng ta vẫn còn 100.000 này. Ai đánh nữa không? Đấm như đánh đá. Để em cho. Rồi, đẹp. Tiếp không Nobi? Sao anh? Tiếp không? Nhờ biết lực cho đẹp ơi. Giờ lại căng thế cho 5.000 thôi. Nhẹ nhàng. Từ cho em xem. Rồi nhẹ nhàng 5.000 đây. Ok nhẹ nhàng 5.000 đây anh em. Xuống tường. Mẹ. Bên đây chụp bầy hôm chưa? Vòi trâu hút nhau à? Nhịt mẹ rồi mũi anh em đứng ngoài chết hết rồi. Kéo này, kéo chiến này. Bắt vào. Cố lên em ơi. Nói ơi. Hai à? Hai. Ok. Nhầm vô cái xe rồi. Ở kìa. Hay quá em ơi. Hay rồi. Cố lên bạn ơi. Tập trung đi. Đánh đi, đừng nói nữa. Đây rồi. Giờ đánh thì nói vậy. Châu rồi. 5 cái rồi nha, combo 5 cái rồi. Châu. Hay. Đấm thì lại. Ôi. Voi này. Châu này.
như càng đấm càng châu voi này rồi. Châu này, voi này, châu châu voi voi này. Nó châu dữ vậy. Hai hay rồi, hay rồi, ba, hay, 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 sao? Hay, châu, 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 anh lại xin 5.000 em trai nhá. Châu là vui. Không cần có chạy qua chạy lại đâu, boy. Xin nhá, mình gửa gỡ xong rồi. Giàu quá, giàu quá. Em ơi ơi, ba con rủ. Rủ ấy. Em ơi ơi, ba con rủ làm một giận. Chơi luôn, chơi đi xem ơi. Để luôn anh ơi. Chơi anh đậu ơi. Đăng lại bao tiền, đăng lại bao tiền đây. Dạ. Đăng lại bao tiền, 150 à? Đăng lại 150 rồi. Mày lên đây là tao chơi trận đây mà. Chơi trận ơi. Bố lên đánh mòi ơi. Đi lại nhìn mấy cái đầu có một cười. Em có tin anh không nhở? Tin anh ơi! Bên này có tin anh không nhở? Tin anh ơi! Bố lên anh ơi! Yên tâm! Thằng đấy! Đồ, cố lên đồ ơi! Cố lên! Anh hiểu cho em kéo ấy. Không! Ôi trời ơi! Bạn... Em đếm cho, em đếm cho! Con mèo! Nói đánh tầm mình cũng là chung gia nhá. Ờ rồi bạn yên tâm, mình giao lưu võ nghệ mà bạn. Vui vẻ anh ơi. Vui vẻ anh ơi. Vui vẻ này, chuẩn bị này, em đếm này. Chuẩn bị 1, 2, 3. Vô luôn anh ơi. Tới, 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 ok, ok. Anh ơi, anh ơi. Anh xem ơi. Tay ơi. Hay cho mày! Hay! Hay quá cho mày! Hay! Hay quá cho mày! Hay quá đồ ơi! Hay cho mày! Bà ơi! Bà ơi! Hay quá đồ ơi! Dạ! Ok! Từ ba rồi! Từ ba rồi! Cười quá luôn! Hay anh ơi! Hay chưa mày, hay chưa mày, hay chưa mày, hay chưa mày. Ok, bạn làm sao đấy? Tiếp. Hay. Hay đập lên hơi thở cuối cùng ấy. bạn ổn chứ bạn, ok không? Ok rồi bạn ơi, mình mới tin cho bạn nha. Ừ, tôi vừa chết tin luôn. Tôi vừa gần chết xong, bạn đấm tôi đúng phát tôi chết luôn ấy.
Ui, chuyển khoản cứng 50.000 luôn ạ. Đây rồi chết rồi, hay quá. Ôi giời ơi. Nay thằng nào đập chết tao đi. Nép, thằng nép. Nó đấm chết ông xong rồi đấm gãy xương sống tôi. Đúng đời. Ê, bác sĩ ơi, cứu em cái, anh Vinh bị đau xương sống bác sĩ ơi. Đau quá. Mẹ thằng Phát này nó ngồi ngoài nó chả làm đéo, nó ăn 70.000 này. Con đen cá kêu ngoài mà. Chưa đây bạn ơi. Nhìn nó gỡ kìa, bên kia đồng ý gỡ không kìa. Bỏ em. Hợp khác nha, hợp khác nha. Bỏ rồi hả? Đây rồi. Đâu một, hai, ba, bắt đầu. Cố lên nhím ơi. Ok. Ôi giời ơi, nó bị nấm quả nào nữa nhở? Ôi giời ơi. Đây rồi. Thiệt mẹ đôi này đéo cân như nào cả. Ôi giời ơi, vừa nói xong thì ôi chuyển tiền luôn rồi à? Nhanh đấy. Anh Ben chuyển luôn anh Ben đây. Hòa nhá. Ok, okay. 1385.000 nhá. Hai nhím. Hai nhím ơi. Hai. Ăn rồi. Hai. Tiếp. Chạy rồi. Hai. Rồi 5 cái rồi. Ồ được rồi. Lắc. Ok. Thì ông Nobi cầm đại bác lên thanh rồi. Ôi Không sao nhím ơi. Ui rồi. Ôi kìa. Hay quá nhím ơi. Hay quá nhím ơi. Xếp ơi, em chỉnh cho xếp rồi nha xếp. Xếp ơi, bạn nhảy ra ngoài, bạn nhìn vào trong mấy cái đầu thò lên trong buồn cười. Lại tôi đấm vừa cười. Mấy thằng kiểu trông hóng vậy này. Nhìn thấy mỗi cái mắt của ông đi. Trông đúng kiểu đi xe đánh nhau trộm ấy. Thì buồn cười ấy. À bên kia thua rồi mọi người. Ủa? Cũng đấm nữa à? Một tường này. Thua rồi, xếp còn xếp đi chơi trip này. Ây ạ, bắn đấm tường cơ. Anh chết mẹ em rồi. Ok. Bác sĩ ơi, cứu em, đầu em đau quá. Này, bây giờ này đánh được luôn này. Anh đội thử đánh với anh Hiếu đi. Thôi, bộ luôn anh ơi. Đéo đánh với nó đâu, nó khỏe lắm. Nhưng mà bên Can Dealer đang muốn cử con rể ra để gỡ kìa. Bên mình chọn Dép Voi. Được. Dép. Con rể chưa được, chưa anh chọn Dép nha. Đấu à, ok nha. Hai bọn xin xong chưa? Ok anh ơi. Là ăn gấp đôi. 1 2 3. Cố lên Voi ơi. Úi giời ơi, bông nghiện. Úi giời ơi. Nghiện này, nghiện đánh nhau. Mẹ mày. Nghiện này. 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 Ngh
Cố lên, nắng lên rồi em ơi, cố lên. Hay. Phản đam. Phản đam. Ôi trời. Hay. Đập Bluetooth rồi. Hay. Bờ Bluetooth. Hay. Lắp nó là chéo. Lắp cuối cùng vào em ơi, càng đập càng nhanh em ơi. Mình tính nha. Bắn đây. Chắc chiêu này. Cuồng dẫn con. Hay quá em ơi. Hay. Tỷ số là 7-1 nhá. Bên Carrier thua toàn tập rồi, không có cơ hội gỡ. Ok nhá. Ô thế thôi đúng không? Giải tán đúng không? Rồi anh em đội bên gara về gara nhá. Đi ơi. Về gara 1 cho nha anh bạn ơi. Về gara 1 đi anh ơi. Về gara 1 đi. Chỗ đấy không nhảy ra đâu anh ơi, phải nhảy lại này. Về đâu các em ơi. Mở xe cho tôi nha. Vui quá. Thơm đéo chịu được. Em ăn được 30.000 của sếp Phương nữa. Mỗi trận 5.000. Thơm thế nhờ. Uầy, nghề này cũng khi ngon hơn nghề sửa xe nhờ. Vâng. Đi giao lưu nhờ. Mai mình rủ em dây chơi chứ vậy. Em dây nhiều tiền lắm anh. Gửi tiền thôi, bùng nổ rồi. Quậy đi đấm nhau ăn thì phải 300.000 bao giờ không? Sợ thật.